nghi, cho nên mình cứ yên tâm về cái đời thực sự của bạn này đi. Tới lúc mà lạnh quá mình không tắm mà lại tắm mà bố đau không? Cái đau không? Ừ. Rồi sau đó mình sẽ qua bên này nhé, mình sẽ ghé thăm cây hàng xóm và bé cái. Bạn này thì ăn côn trùng nhé. Bạn này á là trùng đất châu Phi, tên tiếng Anh của bạn là Phi Khát. Bạn này sinh sống bên sao là Kalahari ở châu Phi. Và nếu mà gia đình chúng ta thấy bạn này quen thuộc đó thì chắc chắn gia đình chúng ta đã xem phim một phần vui sư tử rồi. Bạn này là bạn Timon, người cho nên bạn theo mình có bộ phim một phần vui sư tử đó. Và mình có thể thấy bạn này có một cái đôi quần thâm ở trên mắt, không phải là bạn này cắt kem mà người ta đã cầm mắt đâu. Sinh ra mà có đôi quần thâm như thế này rồi. Cái đôi quần thâm này như một cái kính thâm cho bạn có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không sợ chói à. Bạn này có thể quan sát bạn ngó, bạn vừa hôn, bạn vừa rất xa luôn từ đó rồi khi mà bọn thì mình chạy trốn. Và bạn này thích ăn kính đó là côn trùng. Nên cái một khăn những thức ăn bạn này có thể ăn lông rắn và bò cạp. Thế nên bạn này sẽ có một cơ thể là tự chạy độc à. Khi bạn này bị rắn độc hay bò cạp độc cắn thì bạn sẽ ngủ đi từ 30 đến 1 tiếng đồng hồ. Sau đó bạn này tình trạng bạn đi tiện từ đầu tại cái độc và thế là bạn bị yêu vô sự. Bạn lá cá này á, theo em nó không phải là top 10 động vật thông minh nhất thế giới đâu, còn là top 10 động vật còn nghèo nhất thế giới, đó chưa to lắm. Và bạn này á, ở ngoài tự nhiên người ta sẽ không cho bạn này một cái danh hiệu là động vật sống có tính trách nhiệm cao nhất. Vì trong một tập thể vui chơi á, sẽ có từ 1 tới 2 bạn đứng dậy để canh gác. Một bạn sẽ canh gác từ 1 tiếng tới 1 tiếng 30 phút, có khi ngay thì người đó tự đứng dậy canh gác thôi, không cần phải nhắc nhở. Và bạn này á đứng cho mình xem á, bạn còn vậy là ta đây là tôi cũng phải làm nhiệm vụ rồi thôi, chứ bạn đứng lên để hóng chuyện thôi, chứ bạn này chả canh gác gì đâu, đứng canh được mùa mà. Và bạn này á là có cái nắp nhà là các bạn cái, chỉ có bạn cái mới được làm đầu đàn thôi, và chỉ có bạn cái mới có quyền được sinh sản. Lỡ may trong bài này nhá, không có một có một bạn cái khác mà không phải là bạn cái đầu đàn, lỡ may mang thai á, bạn cái đầu đàn sẽ điều hành đến mình phá cho bạn đó hư thai luôn. Bạn lỡ may mang thai chỉ có hai sự lựa chọn thôi, một là bị phá cho hư thai và hòa nhập lại cộng đồng, hai là ra ngoài sinh con và làm đầu đàn luôn. Đó là quy luật sống của các bạn này. Nhưng mà cái quy luật sống nó hơi khắt khe một tí, nhưng mà bạn này sống rất là tình cảm và ấm áp. Những buổi chiều mà lạnh như thế này á, tối các bạn này sẽ ôm nhau lại để ngủ, đó là ấm cúng luôn. Rồi mình có thể quan sát bạn này nhé. Thì đáng ra mình có thể bế bạn này chụp hình được luôn, nhưng mà Kenji á, Kenji là kiểu như là đứng cho mình bế chụp hình đẹp nhất á, nhưng mà bạn đó thì đang nghỉ thai sản rồi, cho nên là gia đình chúng ta ngắm bạn này thôi nhé. Sau đó mình sẽ di chuyển qua khu vực của các bạn long hộ á. Mặc dù á người ta có bầu rồi, nhưng mà người ta vẫn canh gác cho đồng bọn vui chơi nè. Bạn này lúc trước là mình bé bới chụp hình á, mình bé đè cho bạn đứng á để cho mình chụp hình, nhưng mà bạn này có bù rồi. Mấy bạn nhỏ thì các bạn nó hơi tăng động một tí. Và các bạn nó tại vì nhỏ á thì người ta kêu là tụi trẻ chưa chạy sơ đời. Khi mình bé bạn này ra, ví dụ như có một tiếng động hay là tiếng kim hay là tiếng gì kêu á, bạn hoảng sợ bạn nhảy. Cho nên là mình sẽ không có bé bạn nó được, chỉ có bạn kia thôi. Người ta là người già lớn tuổi rồi cho nên người ta biết hết. Rồi mình sẽ di chuyển qua bên này nhé, gia đình chúng ta sẽ chuyển tới khu vực của các bạn long hổ. Các bạn này nó là cái đi cầu, đi nó cũng là em đang đi làm long hổ đúng không? Các bạn này. Sau đó gia đình chúng ta sẽ di chuyển tới nhà của bạn Kim nhé. Bạn Kim đó là bạn Kim lớn nhất thế giới nhưng mà không biết bay.